Rồi xin chào nha anh em. Con tem lửa giá tầm mười mấy triệu mà anh em yêu cầu đây. À, xe đẹp đẽ sạch sẽ bánh mâm luôn. Về cho anh em đi cà phê. Con này anh em về xuống thêm cây bô bô đâm nữa là đi kiểu như hồi xưa anh em hay gắn mâm đao với bô đâm đó. Hết sảy luôn ha. Nói chung con này thì làm hết rồi nha nè, dọn hết rồi. Tại vì giá 16 năm thì trong con tem lửa thì nó không có rin đâu. Tại vì tem lửa bây giờ nó mắc lắm. Xe rin thì nó tầm từ hàng mà 4x đồ đổ lên. Đó, anh em mới có được cái xe rin thật thụ. Nó còn mắc nữa, rẻ nữa thì hơn 4x, thằng 5x, 6x thì nó còn tùy theo cái chất xe nó còn lại, cái nước xe còn lại sau khi thời gian sử dụng. Đó. Máy anh em ha. Rất là chắc, rất là chắc tiếng nè. Bô nổ nghe cũng hay quá nè. Cái bô lô nổ hay quá. Bô VD. Cái bô thì mới chắc rồi nha nè. Đấm đốm nó dơ nó chốn gì đâu. Tại vì mấy cái xe này, xe em đậu bên để kho không có rửa. Mấy cái này nó cũng dễ xài. Đó, vậy thôi, im ngon sạch sẽ. Đuôi lườn đồ thì người ta cũng có làm rồi, trơn không có lục bủng thì cho anh em thôi đó. Thấy không? Ta cũng làm lên nghiêm túc hết trơn rồi. Vỏ bánh đồ thì mới đó. Mâm cũng mới chát luôn, mâm quạt luôn. Con này như là đầu 50 á. Đúng rồi, đầu 50 nè đó. Đồ bò e đồ còn nó riêng hết trơn nha nó phải. Đầy đủ. Cà phê chơi chứ thử. Tem lửa giờ nó mắc lắm anh em ơi. Nó mười mấy triệu thì anh em chỉ được tầm đó rồi. Con này phải phỏng của bớt nha anh em. Con này nói chung mà em mua có 15 năm rồi rồi. Bán vậy kiếm 1 triệu chi phí này kia đồ anh em ơi. Góp sách này kia đồ chứ không có lời anh em, bởi vì được thì chốt ủng hộ, còn không thì anh em hỏi alo kèo này giá cả mất công ha. Mua bán thì đâu đó nói cho rõ ràng để mất công anh em mà đường xá xa xôi tới lên rồi trả giá rồi cái đầu mình không bớt rồi anh em không có vui. Mà cái tặc em thì vậy đó, nó 1122 nha anh em, cái nào nó bớt được thì bớt, còn nào nó không bớt, tại vì nó hết lời rồi. Người ta bán cái xe người ta lời 5-7 triệu, 9-10 triệu, mười mấy triệu người ta bớt cho anh em rất là nhẹ nhàng. Còn em bán xe em kiếm 5-700 triệu. Con này em nói thật đó, vốn 15 năm vậy đó. Rồi bán cho nó có vui. Tại vì mình thấy tem lửa nè, 4 số nè. Đầu 50 mà đời 9 mấy gì đó, thấy giá này thì nó cũng hợp lý rồi. Đâu có quá mắc đâu cho một cái xe kêu là đời rim ước mơ. Hai năm ha. Đó, nó cũng phù hợp để mình chơi thôi. Rồi, anh em mua ủng hộ em cảm ơn nhiều.